lần như bằng hai nhầm pi rồi chạy partition mơ partition nâng rồi biết mơ file system được không chú bình tủ đọc pi cho xuân buồn đấy chắc là bây chạy partition thì mỗi trình trời đang thả ta bà hạt đi nát đại tầm lấy dâm xâm rạp dân thừa cả chạy đấy chắc là bây mơ hạt đi nát đại tầm lấy cái dâm pra cầm bật mỗi một thật ls mày nè ở một tòa máu cứ đi vì chắc rồi hạt đi thằng o đã bây đã thay cho nông computer bỏ chứ cứ nực nông nốt là bây đã chia hạt đi và hết xa tá cứ nâng chân sd bạn đi mà còn đấy chắc bao giờ hết id cứ chân biệt thật ad toàn đấy chắc đam mê cái lại này cứ dương pra của mình muốn làm mơ mơ từ lơ hạt đi và hết xa tá đại diện đã thay cho ta viên hạt đi nát đại tầm này mình toàn vừa cả chạy bà chắc càng cao nên mình hay thà ta nộp lên đấy nhưng mình hạt đi thay muối cho một thằng SDB tao mắt làm bay chạy SDB nữa làm bay chạy hạt đi bà làm bay chạy partition lừa hạt đi nó cứ dùng prao của mình CFD và tao mắt đi với SDB đấy nên chỉ hạt đi và dùng thử cả chạy bà và tao bây giờ chạy lừa SDB bàn hai cứ dùng được bàn partition muối cho một thằng SDB one đấy chứ nó phải ban hành partition SDB one cái gì ở ban thế chứ nhìn cá format tao này chứ format nhưng para mình muốn một thằng MKFS tao mắc đã file system chỉ một file AK system AK tao mắc cứ partition để dựng bán chạy DV SDB one để dựng bán chạy nụ mà ok chứ và tao bây giờ format hai của dương ở toàn ai para ban đây chứ nhìn từ cá phơ cá mount lại nếu chúng ta bật folder mới chúng ta drive rồi cái folder extend tiếp các bạn sẽ chất nó không âm thì rồi còn không cái nào extend tới sẽ chất thế chẳng bắt đầu mới chúng ta cần mount cần partition đảm bảo là prapra partition của bạn cứ chúng ta cần mount chẳng chúng bật folder hai bắt đầu mới chúng mount chúng ta cần mình mới chúng ta mount mà còn đấy và bắt đầu mới chúng chấp đam mở df minus x đảm bảo mở partition chúng ta tổng hợp đại dương chạy nó bị mount nó ban rồi mình ban còn đấy ok lấy cho tôi cam sinh dùng tôi đang mới thưa cả chạy partition và ok cho sinh dùng tôi cho biết đặt sau mình cho biết terminal và tôi này là ní chế nhưng làm mới chạy là làm mới mở partition xong tôi làm mới mở partition để dùng mà chạy cái những program bạn phần mình mua cho một l s mình là l d v s d cái tôi này chế là bên đấy nhưng khơi hạt đi miền p s d b s d a one s d a hay là s d b tại SDA1 bạn chạy trên chia bay partition hai thì mỗi cứ SDA1, SDA2 hay là SDA5 chẳng nơi partition mỗi đại tầm này cứ DV SDB còn ở toàn bàn chạy tề chẳng làm bay chạy partition đại tầm này được bán cái nhóm program mình CF CFD này tao mắc cái DV SDB ok chẳng nhóm program mình CFD làm bay thử cả chạy partition hình cho Inter bên nữa nhưng mà khi free space nó cứ 27G trên đầm bay trái kia nhưng nhiều lại ní bà nhưng para rồi khi tới nữa lại ní cái nhiều inter và lại ní cứ chia một hết dùng cho chia pre primary partition rồi cái logical partition trên nhưng rồi cho primary partition em chụp inter xong đó chụp nhiều chụp primary partition em tụi nó cứ tầm hôm hạt đi để dùng trong chạy mà lấy dùng trong cho tổng off tầm hôm 279 cho tổng off lên cho Inter mà nó bên nước cứ nhầm an SDB1 và hai miến tầm hôm hạt đi cứ 279 chắc nhầm chập đam rái chỗ và thẹp đọc lại rái cho Inter hay cái lấy ní nhầm xếp với thầy Yes và nó bây xếu ở đây để mình bán chạy ok và tổng mắt nhầm fix và fix cứ dùng tab từ đó lại fix tới bật hai bạn ok lần này cứ dùng nhầm bằng hai vòng tiết nơi lơ hạt đi là nhầm bàn chạy ta mình là cái nặng khô thì môn nhà đục đầy tỷ ví SD SD kai ok chẳng là khăn này cứ tỷ ví SDB1 cứ chỉ partition tỷ muối primary partition để dùng bàn chạy okay. Chúng ta phải dùng chạy hai cái partition nó tôi ở toàn ai prapra ban thì chúng dùng từ cái format và format partition nó và làm bây format cái dùng prapra mình mua cho chúng ta mkf
s dot et4 nhân format chia file system et4 đó là dv sdb1 toàn này thành chuyện ether bà là pin đấy cứ dừng khơi bịa thật đàn bà writing i note table được đắn lock được đắn đôi khi đàn thằng o chắc bạn đây tha dương format ban được chụp chơi hời và chắc là pin đây format hời dương có toàn ai prapra ban đây chắc là mấy ai prapra ban cứ dừng thời cam mount toàn đấy ok đã bay mount cứ dừng thì mua những bậc cao phụ đờ mua mua tha ở nơi không ở mình thí mua tha drive one và chuyện thứ ba lấy drive one nó cứ miền hai ba anh chụp drive từ mà ok chẳng nhầm bậc cát nó không em mình thấy chúng ta drive one hay bị toả máu cứ nhầm đập bay para para partition này sdb one hiện bán cứ nhầm tới cả mount para mình muốn chúng ta mount ba dev sdb one là cán em mình thấy drive và drive còn đấy chẳng mà đây tha nơi không em mình thì drive nó cứ tới chia partition với nhau và toàn đấy ok em chọn enter ok nơi bên nó cứ nhầm mount hai hai chẳng nằm bay đăng thái nhầm mount ban chu trí nằm bay ai pra partition được bán cứ nhầm cho tới căn nhầm cho tới căn thì tăng bỏ âm thì drive và cho tới căn thì tăng nhầm ra cd là âm thì hay drive và đấy chắc nhầm cho là tí tăng nữa chập đang đi mơ bà ok bà nó bên nó cứ bà tầm hôm hạn đi à nhưng khơi biệt thật lost founds còn đấy chắc lost found mà anh tham mình chạy tham vì cứ chia partition là dừng bàn chạy còn đấy ok à lấy nick dừng chạy partition nó từ tôi bàn phía chủ chơi à lấy dừng trọng đang thả tá nó bên nó dừng đặt tên ở đây cho bàn on còn đấy ok nhưng mà bà cả phần mỗi chúng ta practice one và mình tiếp tục practice thu cho và ok chậm đam ls mà l đi mớ chắc nhầm khơi miền practice one và practice thu chắc mà đây thay nhầm ai giờ bậc cả ban này chắc nhầm ai đã từng ở đây cho ban này chắc nhầm trong mình tiếp tục trong mơ tầm hôm đại nhầm bàn chạy ta nhầm miền tầm hôm của màn hát đi đại nhầm bàn chạy nhầm miền tầm hôm của màn còn đấy chứ nhưng ra của mình muốn chúng ta df và mình là h và tầm mắt âm thí dry rồi đấy ok chẳng như nâng ly và sai lại nít cứ hà sập chi rồi đấy dừng juice và là bác của mình hay là bó mình của mình rồi đấy chẳng là không âm thí ní âm thí dry ní cứ chia partition và đại dương bàn chạy ok chẳng tệ tông nâng ca mơ file system để dựng bàn cháy ở đây những ai pra cầm mình mua chứ mua thật cầm mình máu là bình mơ partition và nhưng pra cầm mình máu chứng SD, SDA1 cái này hay nâng SDB ok ở đây tế là những chập đam cho tờ căn cái này mua đam bình mơ thì cái này cứ SDB1 mount tới căn này cứ bộ phép file system cứ ET4 toàn đấy ok rồi có dân ai cho tới căn dash home anh cho biết thả system và system monitor toàn đấy cho tới căn system monitor máu hay dân cho chụp file system và toàn đấy dân dân được khơi SDA1 hay là SDB1 mà bộ phép file system cứ ET4 toàn đấy ok lấy nick root và chính tại tông tận năng ca bằng hai vì ca chạy partition cứ như bằng hai chọc hai bạn.